Trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao dời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bên giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương tràn trề đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ như đường
nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lord,
Hãy subscribe
Hiện nay nhìn thấy quý vị quan khách bà con khắp cửa tụng điệu, xin mời chào quận đến từ Hải Thành, xin mời chủ Phan Thị. Hôm nay khi hai tên mẹ đã qua đời, giờ đây chào quận đến từ Hải Thành cùng trở về sự linh đạo của mẹ, nhấc lên hai lại niềm ngẫu thương lớn siêu thân đạo quân. Tình lại hương lắm cổ áo cổ mề đã đẹp vỡ tạp cháu ở Đà Nẵng, cùng có một bé nước lòng về giúp lên về cầu cho hương lắm cổ áo cổ gì cổ mề được thăm dân sự từ nhà nước có dòng sức mê tây phương tình là khó về nhường trường ngược bằng hương lắm mặt kiếm tình tình. Kính lại thương thân o, thương thân gì, thương thân mề đã vượt phước bao đây. Hôm nay gặp cháu và bà con thương tiện biết nói gì đây, cái giữa cạnh trời xin lê từ biệt. Dứt vọng chẳng sai cuộc đời là dài, như sản đảm kiều vua bồng thủ quốc biển thành, hai thể giữa sắc không tuyệt vọng. Nhưng giờ thời gian phạt pháp sẽ biến thành thiên thương đại gia đình của ta. Làm cháu tình duyên tâm nhi, có thể cùng làm đại gia đình là Đà Nẵng. Khi hai tên thương nhân to, thương nhân gì, thương nhân về, cùng họ một đẻ tứ lòng. Nhưng đây đại gia đình và cháu có ở nhì, vì toàn là dịch bệnh xuống về được. Đại gia đình và bạn cháu được chứng lên, nhìn lặng hoa tư lòng. Nhìn đẻ tứ lòng, về ngầu đất thương nhân có con, được ông chăm về từ về được gọt dòng sức mê. Cái phương thật là khó về đường đường để đến cầu về tâm dư. Và phương thật là khó sống tâm cả thiên bản.
với sự đàn với về. Thể theo chương trình tam lễ. Cầu chúc
gia đình của chú Vinh ở Mỹ được sức khỏe dồi dào, mọi việc đều được an lành nơi sự làm bên người. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thu giang đôi tay ẩm thiên thu không nằm, nhiều cuộc đời có lần khám à ơ tay mà chẳng nằm đời không. Mà là đèn nữ sướng non hòa không mong rồi mong rồi. À ơ con được cùng với tám mươi bộ các sống được cuộc đời vui buồn sướng khổ với nhau biết khổ. Thời nhạc lễ vang lên tiếng đưa mẹ đến thì biển nước của yêu thề. Của quý và Nga xin cảm ơn và ghi nhận tấm lòng quý vị và kính cầu chúc gia đình quý bà hoàng an phước sơn tuấn và út được sức khỏe dồi dào, mọi việc đều được an lành nơi xứ lạ quê người. Quý của gia đình thiện tăng gia xin kính gặp tạ. Sau khi cầu việc không thì mời quý vị lúc này được hiểu đường để dùng đi được thất tình chiêu buồn cùng tám quyền. Đường để tam gia được đón tiếp. Đến từ hai bên cùng trở về ai được cầu việc âm dương xa bất kể từ đây mẹ ở phương nào cả con ở đây. Một cuộc kia ly sầu. Thank you.